Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Nghiệp và Đồ Maker Money của mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn và hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền trên YouTube và cách tạo tài khoản Gmail và kênh YouTube như thế nào. Thì mình chia sẻ với các bạn là kiếm tiền trên YouTube là một việc làm kiếm tiền khá là thụ động và hiệu quả, và các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những video mà mình sản xuất ra và đem up lên kênh YouTube để cho nhà quảng cáo vào đó và đem lại lợi nhuận cho mình. Thì hôm nay thì bước đầu tiên thì các bạn phải có một Gmail. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tạo một Gmail và một kênh YouTube để cho các bạn update video của mình lên. Thì các bạn nhấp vào tìm kiếm Google cái gì đó cũng được, các bạn chọn vào Google le.com, các bạn tìm kiếm Google. Đây, ở đây thì bên tay phải của máy tính của mình là một nút đăng nhập. Các bạn nhấp vào nút đăng nhập để các bạn có thể tạo được một. Đây thì mình có rất nhiều các Gmail, nhưng hôm nay mình sẽ tạo Gmail. Mình sẽ nhấp vào nút tạo một tài khoản mới này để mình tham gia vào YouTube. Đây thì các bạn nhấp, đây là nhấp tên của các bạn, các bạn nhấp tên gì cũng được, tại vì trước sau vào nữa mình sẽ đổi vào trong kênh YouTube mình tưởng cũng được. Thì mình là Nghĩa thì hợp tên là Trần Văn Nghĩa thì mình sẽ nhập nữa. Đây thì bạn sẽ nhập email của các bạn. Không được tung cái tên của người khác, ok. Email của mình đó, bạn dán nó ở đây. Đây, đây là phần mật khẩu của các bạn nhập mật khẩu cả, nhớ là nhập mật khẩu an toàn thì nhập mật khẩu cả chữ số và chữ cái nhé. Các bạn lưu ý ở bước ngày sinh này thì các bạn phải nhập ngày sinh của mình, năm sinh của mình là phải tên 18 tuổi để khi các bạn đăng ký vào Google AdSense thì những người đủ 18 tuổi thì mới có quyền để rút tiền. Nên các bạn chú ý, như đây thì mình nhập ngày sinh của mình, hoặc các bạn nhập hơn như mình thì năm 94 là cũng 12 tuổi, đầy tuổi để kiếm tiền rồi. Tên 18 tuổi đây, bắt đầu từ năm 2016 thì Gmail, các bạn đăng ký Gmail thì các bạn phải nhập đúng số điện thoại, tại vì nó sẽ gửi một cái mã xác nhận về, nếu mình nhập không đúng thì sẽ không được. Đây, mình phải nhập cái số điện thoại này. Địa chỉ email giới thiệu thì có rất nhiều địa chỉ email quốc gia Việt Nam. Mình ở đây rồi, mình sẽ nhấn nút tiếp tục tiếp theo. Ok, mình đã hoàn thành xong. Các bạn kéo thanh này cũng như cuối đáy để chọn một nút được đồng ý. Đây, các bạn phải đọc hết điều khoản của Gmail và nhấp tôi đồng ý là chúng ta là tạo được một kênh YouTube. Đây thì đây đúng, các bạn phải xác minh tài khoản của các bạn, một là bằng tin nhắn SMS, hai là bằng cuộc gọi. Thì đây thì mình sẽ nhớ em trẻ, mình sẽ chờ trong 1 đến 2 phút Google sẽ gửi cho mình một cái mã xác thực. Đây, mình cần được Google gửi. Các bạn có nghe tiếng điện thoại mình kêu không? Thì Google đã gửi cho mình một cái mã xác thực vào lúc 15 giờ 59 phút là 231923. Mình sẽ nhập vào đây 231923 để mình nhấn nút tiếp tục để xác thực. Ok, vậy là mình đã hoàn thành bước hoàn thành để đăng ký một Gmail. Các bạn thấy rất đơn giản không ạ? Chỉ cần một tích tắc nhỏ mình đã hoàn thành được cái Gmail của mình. Mình đã tạo được một cái Gmail. Thì ví dụ các bạn dùng cái Gmail này thì các bạn đăng nhập vào Facebook của mình, thông qua đây các bạn đăng nhập vào kênh YouTube của các bạn để tạo một kênh YouTube mới. Đây các bạn liên kết với kênh YouTube các bạn. Ok, thì bây giờ các bạn phải đăng nhập vào cái tài khoản hồi này. Đây thì mình nhấn vào nút đăng nhập để mình đăng nhập cái tài khoản của mình vừa mới tạo. Ok, thì đến là lượng hiện tại hiện bạn đã đăng ký YouTube. Ok, thì các bạn nhấn vào kênh của tôi này để xem kênh của mình và tạo một cái kênh của mình. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái kênh YouTube của mình là Trần Nghĩa, thì mình sẽ tạo. Và các bạn luôn luôn nhớ rằng kênh YouTube Trần Nghĩa là kênh YouTube chính. Mà cùng mình nhắc lại với các bạn một số thủ thuật, các bạn không nên dùng kênh YouTube chính của mình để đăng video hoặc update video. Đôi khi Google
Google AdSense sẽ thấy video của bạn bị dính bản quyền báo lỗi trang, sẽ xóa kênh của các bạn, thì các bạn không thể vào lại kênh của mình. Đó là một điều rất là quan trọng, nên các bạn sẽ tạo một kênh phụ được. Riêng một Gmail các bạn có thể tạo được 15 đến 20 kênh phụ. Thì các bạn để nguyên cái kênh chính này, các bạn không đăng video, update lên đi cả. Các bạn nhấp vào biểu tượng bên phải màn hình của các bạn, các bạn chọn vào các bạn chọn vào bánh xe cả YouTube đây. Các bạn nhìn xuống bên dưới này, các bạn thấy tạo kênh mới, các bạn nhập vào tạo một kênh mới. Đây các bạn đặt tên kênh cho bạn, thì mình cũng muốn hôm nay mình cùng quay video này thì cũng muốn làm một kênh về tin tức, thì hôm nay thì mình sẽ tạo một kênh phụ có gọi là Việt TV để hot. Thì mình sẽ tạo thành kênh có tên gọi là Việt TV. Mình sẽ tạo kênh có tên gọi là Việt TV đây. Mình xin nhắc lại, mình sẽ tạo kênh Việt TV để mình có thể làm những video về tin tức báo chí hàng ngày, up lên kênh YouTube của mình để kiếm tiền. Thì các bạn chọn vào danh mục, thì còn danh mục này các bạn không được để trống, thì mình chọn nghệ thuật và giải trí. Ok, vậy là sao, mình đã tạo được một trang, vậy là sao, mình đã tạo được một kênh YouTube phụ. Đây, đây là kênh phụ của mình có tên là Việt TV. Thì ở đây mình đã tạo xong, thì các bạn nhấp vào đây, các bạn đã thấy không, đây là kênh chính của các bạn và kênh phụ. Đây là tài khoản Gmail của mình xin nhắc lại, một tài khoản Gmail đến thời điểm hiện tại này YouTube và Google ban hành, thì một tài khoản Gmail các bạn có thể tạo được 20 tài khoản phụ YouTube. Các bạn cứ tạo thoải mái tài khoản phụ, nếu một tài khoản phụ bị xóa đi thì mình có thể lập tài khoản mới để up lên thường xuyên liên tục như vậy. Tránh, các bạn tránh trường hợp update lên kênh YouTube chính của các bạn đây, các bạn không nên update kênh YouTube chính lên này đó. Thì đây, thì các bạn có thể thêm ảnh nghệ thuật cho kênh bằng cách nếu các ảnh các bạn mà biết chỉnh sửa phần mềm, các bạn dùng phần mềm mà chỉnh sửa, không thì các bạn update mấy cái ảnh có sẵn trên đây những cái hoa này. Thì hôm nay mình sẽ làm nhanh, thì mình không bao giờ chỉnh sửa đi được cả, mình sẽ update những cái ảnh có sẵn trên đây. Thì mình có thể nhập vào đây để mình thay đổi ảnh để hiện cho mình nếu mà có. Thì hiện tại thì mình chưa có ảnh để hiện, thì mình cũng không muốn up lên. Đấy, ngay ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia Google cộng như thế nào để cho nhiều người dùng biết đến cộng đồng Google cộng rất đông, nên các bạn phải tham gia này. Các bạn có video bạn up lên đây, thì đấy bạn có thể chia sẻ hình ảnh lên đây. Bạn đã tham gia Google cộng này, đây kênh YouTube các bạn hiện lên đây luôn. Các bạn có thể chỉnh sửa về giới thiệu bản thân, thì thân này các bạn sẽ vào cộng đồng này. Đây là một nơi cộng đồng, đây là các bạn tham gia cộng đồng Minion này, làm đẹp này, du lịch Việt Nam này, vân vân và vân vân. Đây, nếu bạn tham gia là các bạn nhấp vào đây, khi nào mình mà có video trong kênh của mình, các bạn nhấp vào video, các bạn nhấp vào video và tải lên này. Các bạn chọn video, các bạn có thể update lên Google cộng thì sẽ được rất nhiều người quan tâm chú ý, và số lượng view xem kênh của mình sẽ rất cao. Ok, thì hôm nay thì mình là chia sẻ cho các bạn cách tạo tài khoản Gmail, cách tạo kênh YouTube chính, tạo kênh YouTube phụ, và thêm bước nữa là tiếp cận với cộng đồng Google cộng để các bạn tăng lượt xem, tăng lượt tương tác với kênh của các bạn. Nếu bạn thấy video này giúp ích cho bạn thì hãy chia sẻ, đăng ký kênh và like cho mình một like để mình có thể sản xuất những video tiếp theo. Nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới hoặc là gửi email cho mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.